em là tỷ mẫu, y là con gái phú ông. Tuổi em chỉ còn bé lắm, cũng chưa đến trăng rằm. Ở này chị em ơi, nay từ mới đã 15. Ai muốn đi ăn oan thì lên chùa với em. Chùa từ 13. Ai ai ya, ai ai ya, em lên chùa ngày 15. Này thầy thiếu ơi, em là tỷ mẫu, em không biết đâu, em cứ bắt đầu.